Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn làm một bộ mẹ con các bạn. À, mẹ xin con cái xin nha các bạn. Bộ mẹ con đây, cái xin là để được 2 tháng nè các bạn. Để được 2 tháng. Rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh các bạn, sái tích đúng nha. À, chân móng sò nè các bạn. Chân móng sò. À, lưng nè các bạn không? Cái xin là lưng đôi, lưng bằng, gu bật lưng đôi. Bò mẹ đó các bạn, bò mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên nha các bạn. Tơ đẻ mới đẻ lứa đầu tiên. Bò mẹ cao 1m25 bò các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Cái bầu vú lớn các bạn. Mẹ mắc sữa, con ú mề các bạn. À, bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn. 40 triệu. À, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Bò này nằm ở khu vực khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi nha các bạn. Khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi. Mẫu Bombay, rúng yếm nghiêm chỉnh, sái tích đúng. Xe mặt, xe lưng rồi là nghiêm chỉnh hết tất cả các bạn. Giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò nha các bạn. Bò này chân móng hoàn thiện, sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Còn còn được 2 tháng các bạn, ú mề mắc sữa. Mẹ là mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên các bạn. Bò mẹ mẫu là mẫu Bombay các bạn. Mẫu này là rất mát sữa các bạn. Mẫu này thì rất mát sữa. Giá 40 triệu bò mẹ con này các bạn. Bò mẹ cao 1m25 bò. Con được 2 tháng bò các bạn. Con được 2 tháng bò. Giá 40 triệu. Chân móng sò này các bạn. Đỏ ao không lan giá nha các bạn. Xe mặt nè. Xe mặt, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh, rúng yếm nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng sò hoàn thiện nè các bạn không. Rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng sò hoàn thiện. Giá 40 triệu các bạn. Giá 40 triệu. Còn con các bạn. Bò mẹ cái bầu vú nè. Bốn vú đều văn nha. Có rúng nha, rúng yếm nghiêm chỉnh. Đùi đít mẫu Bombay đầy đà các bạn. Con này mẫu Bombay đầy đà bò. Chân móng còn hiện. Bò mẹ cao 1m25 bò nè các bạn. Chân móng sò. Hai chân trước, hai chân sau rồi thẳng băng các bạn. Còn con nè, ú mề luôn các bạn. Hai tháng bò, rúng dài yếm dày. Chân móng hoàn thiện. Còn con sau này lên cái mẫu bò các bạn. Bạc gu luôn các bạn không. Lưng đôi bạc gu rất mát sữa các bạn. Chân móng sò đỏ ao luôn. Con nhé đỏ ao luôn nha các bạn, không lan giá nha. Con nhé đỏ ao không lan giá chỗ nào các bạn. Qua đen khui kệ đu lớn luôn nè các bạn. Qua đen khui kệ đu lớn luôn. Giá bộ mẹ con này thì 40 triệu các bạn. Còn mẹ là bầu vú lớn ghê các bạn. Mới đẻ con cái xin là lứa đầu tiên luôn nha các bạn. Giá 40 triệu. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Bò mẹ đuôi dài phết đất luôn. Đuôi dài phết đất luôn các bạn. Đó. Qua đen khui cậy đu lớn. Lưng thẳng băng. Xe lưng chính sái, xe mặt nghiêm chỉnh nha các bạn. Xe lưng chính sái, xe mặt nghiêm chỉnh. Giá 40 triệu các bạn. Giá 40 triệu. Đó, các bạn thấy không? Lưng nè, chân móng, móng sò hoàn thiện hết tất cả các bạn. Cái bầu vú lớn. Nên con còn rất mát sữa các bạn. Mẫu Bombay này, bò mẹ mẫu Bombay, con mát sữa vô cùng các bạn. Cái quà các bạn không, đen khui hết, bốn vú đều hết. Lưng thẳng băng hết các bạn thấy không. Giá 40 triệu. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là bộ mẹ con này chủ báo giá là 40 triệu các bạn. Bò mẹ cao 1m25 bò. Bò mẹ mới đẻ con cái xin lứa đầu tiên. Cái xin đã được 2 tháng các bạn. Bò này nằm ở khu vực khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi nha các bạn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video.